Nửa đêm Linh Ca bất ngờ thông báo đã mất quyền sở hữu fanpage gần 2 triệu lượt like và kênh youtube chính thức. Linh Ca cho biết cô nàng rất buồn và thất vọng tuy nhiên không giải thích gì thêm về sự việc. Tối ngày 22 tháng 12, Linh Ca đã bất ngờ đăng status thông báo mất quyền sở hữu fanpage gần 2 triệu lượt like và kênh youtube gần 600.000 lượt sắp của chính mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên cô nàng lại không tiết lộ đích danh ai là người đứng sau sự việc này, khiến dân tình không khỏi tò mò. Nguyên văn chia sẻ của Linh Ca Điều này là thật sao? Dù đã biết trước ngày hôm nay sẽ đến và đã cố gắng nhưng chứng kiến một cái gì đó gắn bó sụp đổ khiến Linh không thể giấu cảm xúc của chính mình. Hình ảnh mà các bạn đang thấy dưới đây chính là fanpage và youtube chính thức của Linh Ca hiện đã bị xóa data và không còn thuộc quyền sở hữu của Linh nữa. Linh cũng không nghĩ 4 năm xây dựng fanpage và youtube để tạo cầu nối để gần gũi với tất cả mọi người đang theo dõi Linh lại kết thúc một cách buồn và đáng tiếc đến như vậy. Tại sao lại làm như vậy với Linh? Hay tại vì mình còn quá nhỏ, không hiểu biết nên họ được quyền như vậy? Bản thân bây giờ không còn muốn làm gì nữa rồi, cảm thấy mệt mỏi và có thất vọng quá không nhỉ? Ngoài chia sẻ của Linh Ca, fanpage gần 2 triệu lượt like mang tên cô cũng có sự thay đổi rõ ràng. Hiện tại tất cả các post mới đều không cánh mà bay, chỉ còn những bài đăng từ năm 2017. Trên kênh Youtube, video mới nhất cũng đăng từ 7 tháng trước. Phía dưới bài đăng của Linh Ca, bạn bè, người thân và dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận động viên. Jun Vũ, người chị thân thiết của cô nàng cũng an ủi. Mệt thì cứ nghỉ ngơi, nghỉ xong lại đứng dậy chiến đấu tiếp.